đâu mà xà nẹo với đó vậy trời. Đi vô kìa. Rồi bắt đầu đua với nhau các bạn ơi. Mình tới chạy chung ngay đua thịt khối luôn. Ok. Hai thằng này tốc độ đua. Rồi bây giờ chiếc máy kéo. Ê trời ơi. Máy kéo đang bò vô nha các bạn. Nói chung cái đường vô nó cũng hơi hập gập ghềnh nè. Oh. Wow. Nhờ chắc ít lúa cũng đỡ nha các bạn. Không đổ lúa cũng đỡ. Rồi hiện tại ở đây thì theo mình thấy trước mắt mình là tới 5 máy nha các bạn. 5 máy cua ta không luôn. Ở đây thì cái cổ đang chở vô. Nó đường đi gập ghềnh quá nha. Rồi đã lên dốc nữa đó. Đâu rồi. Rồi tiếp tục lên dốc nữa đó thôi. Nó còn dốc nhiều lắm nè, lên tới trên dốc cầu này luôn nè. Mình đang đứng trên cầu quay nha. Rồi nhưng mà dốc này chắc không đến đổi nha các bạn. Quá đẹp. Nó ngày hôm nay mình quay mà nó không có được đẹp nha các bạn, tại khối người ta đốt khối quá đó. Quá khối. Qua qua cầu luôn hả? Chạy qua đây luôn hả? Im. Rồi máy qua cầu luôn nha các bạn ơi. Đang chạy lên cầu luôn nè. Đang xuống dốc cầu các bạn. Rồi, lại nói chắc ở đó nha các bạn. Rồi, đây đúng rồi. Rồi, ở đây là một máy nè ha. Tới 5 máy nha các bạn. Đó, tuốt trong đây một máy nữa nè. Mà khói quá các bạn ơi, khói. Đó, trong đây máy nữa, là 3 máy nha. Đây, bên đây 2 máy nữa, 5 máy luôn. Quá trời luôn ha, khói quá mình không có dám nhìn gần lại nó các bạn khó xem. Tổng là ở đây 5 máy, 5 chiếc máy cắt Guta 70 không nha. Quá trời. Nó nghe chạy cũng xa xa không nhớ bạn. Bên đây không là 5 máy nha. Bên đây 5 máy rồi còn mép bên đây nữa. Đây, mép bên đây 2 máy đang chạy tuốt ở trong đó nha các bạn. Là 7 máy á. Mấy máy còn ở đây một máy dân ma. Nó là 8 máy, 8 máy đầu dưới một cây trăm lẻ nữa. 9 máy bên sông bển đầu 5 máy nữa. Trời ơi, khu đây không mười mấy máy. Rồi chiếc 85 đang bò lại nha các bạn. 850 á. Bò xích ra đây để cho cái chiếc máy kéo á. Rồi chiếc máy kéo chắc lúa ngay chỗ đó. Chiếc 850 này thì cắt xong rồi. Đang chuẩn bị chuyển cắt bến mới nữa nha. Quả quà mèo ghê không. Rồi nóng máy rồi, tiếng kèn đó. Rồi qua cầu luôn ta. Vậy là máy mỗi quyết định qua cầu luôn. Qua cầu luôn nha các bạn.
Nhóm người làm đây hả? Thôi rồi lôi cục cơm hay sao rồi? Và đi xuống cái dốc chỗ này. Nói chung chiếc 850 này quay đầu nó rất dễ nha các bạn, tại nó bánh tới bánh lùi đó, bởi cho nên nó xây rất là gọn luôn. Rồi, chiếc 850 này dồn qua hôm nay chạy luôn nha các bạn, dồn qua đây luôn là tổng cộng mé này nó không là 6 má. Đó chiếc 70 đang bị nóng các bạn. Ê, ok rồi, trời ơi. Rồi. Bữa nay chủ lên chạy luôn rồi nha các bạn. Anh chủ máy lên chạy luôn rồi. Mà chắc thiếu người làm đó. Anh tài xế của ảnh bữa nay xuống rồi, rồi anh lên chạy luôn cả. Rồi chiếc 70 đã hết nóng rồi đó các bạn. Rồi chiếc 70 đã hết nóng rồi, bắt đầu cắt rồi nè. Nó đắt khu gan rồi các bạn ơi. Đã tại rồi. Sáu máy mà nói ngay chạy xa xa nhau không nha các bạn. Ở đây thì hai máy này chạy chung một miếng này, hai chiếc Kuta DC 70 Blue, cái này Blue CRV luôn các bạn, đời mới 2019 luôn đó nha. À, gồm sấy đã luôn không, quá khối. Ở đây hai cây chạy chung nha. Cây này Blue 2019 ha. Còn cây bên đây thì hình như cũng Blue đó mà không biết 19 hay 18 đây. Đó coi à. Rồi Blue này 2018 ha. Rồi, hai cây này chạy chung. Quá khấu luôn rồi bữa nay. Miếng này nó dài gần đụng đầu giường trong nha các bạn. À, chiếc máy nãy chạy vô tới chồng đó rồi. Đây ở lên đây hai cây ha, là 4 ha, ghê chưa, quá khối rồi. Rồi cây 850 xuống chạy tới đây rồi nè, vậy chắc vô chạy đâu trong miếng chồng đó quá. Cây là nó vừa ba cây đây, hai cây năm ha. Đó, rồi còn đây cây là 6. Trời ơi, cây 70 Thái này nạp thấy mê gì ta, mê luôn thật chứ. Mê chưa? Đó, 103 cây đậu rồi. Chiếc này lên cái nữa là 4 cây, bên đây 2 cây, 6 cây. Quá trời, cái này mà đừng có khối nha các bạn ơi, quay cho các bạn xem. Nó khối cái gì cỡ này rồi sao thấy đường bỗng gì. Rồi dân ma hốt rồi đó. Cái tiếng kèn nó vô bông đó nha các bạn. Tiếng kèn của dân ma vô bông của nó kêu vậy đó.
kêu cái e cái 4 máy, vậy hay sai thấy 4 máy ha. Hai máy ở đây khói quá, thôi giờ cây máy kéo đang bò qua lại này các bạn. Vô kênh Phan Quốc Hải là gặp à? Phan Quốc Hải. Xuống dốc. Được không? Ê, chỗ đó làm như cái găng đường mương đó các bạn. Như là cây này chắc qua đâu tuốt bên kia luôn quá. Ở đó làm như cái đường mương đó đó. Mẫu mẫu. Rồi, cái cậu này là 70 nha các bạn, cũng là đầu cua ta luôn á, trên dần nè các bạn không. Rồi vậy là chắc chiếc này kéo cho cái chiếc 70 thái đó nha các bạn. Chiếc 70 thái này dữ ta, tốc độ khủng luôn này. Rồi hai chiếc ở đây đang lên gần tới rồi đây các bạn. CRV 2019. Máy này mới chát luôn á rồi. Và wow, máy này còn để mỏ rin các bạn, để mỏ rin mà hàng cái mỏ. Chắp thêm cái mỏ để dẹt lúa cho nó dễ. Chưa lọc con keo nữa rồi ghê không? Chưa lọc keo xanh chỗ cái bình nước đó. Nói chung dòng CRV này chạy máy rất sao. Rồi, hai máy à. Dòng CRV hai dòng này, một cây CRV và một cây 2018 này cũng dẫn gì chạy dẫn phao. Nói chung dòng Blue này chạy phao lắm, chạy rất đạp, máy chạy rất nhẹ, lúc nào nó chạy các bạn nghe cũng thấy là dư máy, vừa máy khỏe lắm bạn. Nó không có hự giống như dòng Thái với dòng Việt Nam mình. Đã, nghe cái hơi không? Nó giật con quá trời thối nha các bạn ơi. Các bạn mọi người xem cũng thông cảm nha. Hôm nay máy đông ghê luôn á mà thối quá trời, cho nên nó mình quay nó cũng không được đẹp á. Uổng ghê luôn. Rồi, yeah. Rồi vậy là cái máy kia chạy qua tuốt bên kia luôn rồi nha các bạn. Rồi cây 850 qua đây chạy. Cây chung là 3 cây đây. Ôi khối. Nói gì đâu mà xà nẹo dưới đó vậy trời. Vượt kìa. Rồi bắt đầu đua với nhau rồi các bạn ơi. Mình tới chạy chung ngày đua phịch khối luôn.
kìa, hai thằng này tốc độ đua kìa. Ồ, mới kéo vậy kìa, ghê không? Rồi lên dốc đi các bạn, trời ơi, nó chạy làm bà chị mình ngồi hốt tim luôn, nó nhảy vô giữa nó ngồi luôn kìa, ghê vậy. Vừa vừa đi ơi, chạy quá bà chị hết dám ngồi luôn. Bà chị mới ngồi chứ giữa nó chạy cứ vậy bắt không dám đứng luôn á. Nạp thì ghê được chưa, trời hai máy đua lên tới đây nữa à. Chiếc máy 10 này tốc độ chạy không thua 850 luôn á nha, được theo quốc tế đích luôn á trời. Cái cảnh bên này hay quá luôn mà, khói quá khói các bạn ơi, uổng quá luôn, lắm khói không thấy đường, tức chết. À, lên cây 70 này chạy dữ à. Thì cái 70 này lên 59 thì chắc rồi, tốc độ này thì 59. Nhưng chính này binh luôn nữa chứ, nhưng chính này không tốc độ dữ gì đâu. Ồ, thằng bên kia cũng vậy rồi, nó nào nó xảy mê. Nó rồi mà bên đây kìa, giờ cũng không thấy luôn á trời. Lâu lâu khối nó đỡ các bạn, khối nó lạc đi cái nó cũng đỡ ha, thấy được rõ một tí. Những đất dài ghê không? Ồ, khối đỡ rồi nè các bạn. Wow, há cổ cũng dài ghê trời, há cổ nó chở cũng nhiều lắm á nha. Bây giờ nó lấy chồng dắt thì các bạn ơi, đã được ha. Vậy là vẫn còn thối lắm luôn. Ở bên đây thì chiếc chân ma tiếp tục dẫn đầu rồi nè các bạn. So với dòng này thì nó đi trước nữa nè các bạn ơi, nó xuống tới dưới rồi nè, còn hai chiếc 70 đang bò theo sau á sao. À, ở đây thì cây 70 lút và cây 70 thái rồi, một cây lúng ở dưới rồi,
cây ở dưới đã bị cấm đâu. Đó, quay lên một lượt rồi đó, bắt đầu bắn nè. Đó, thử tốc độ nhau nè các bạn. Thử rồi ha. Trời ơi, có ốc 850 ốc vượt lên kìa. Ê, áo trường nào hơn nào đâu. Trời ơi, không 70 nữa chạy dữ ta. Không 70 nữa tốc độ không thua ngàn kia luôn á, có kìa. Để kìa các bạn. Ghê chưa? Ồ, ghê ta. Trời ơi, cái 70 này. Ủa thua 850 đâu. Ghê. À, đỉnh luôn á. Không thua 850 rồi. Ủa mà gặp 70 dữ rồi. Rồi. Là mình chế cái kéo nữa bạn. Ghê không? Quá đạp luôn. Rồi mấy kéo bên đây cũng đang đạp lên luôn. Ghê không? Quá được ghê dữ không à? Vừa xuống rét rét. Vô vô nó qua đánh chở nữa đó bạn. Lấy công mình luôn á. Nói chung máy kéo thì mình xài bố thì tới chạy ba cái đất khô cái gì chứ lái nó cũng hơi khó ăn hơn cái đất ướt nha bạn. Đất ướt vậy chứ mình lái nó rất là dễ qua. Rồi tiếp tục hai cây này đang phục xuống. Rồi làm lên, làm xuống nữa là banh miếng này nha các bạn, hai cây này. Kết thúc lúc này. Rồi tiếp tục lên dắt cái đó lên cái nữa là xong. Rồi đây nè các bạn. Oh, 850 không được theo kịp chiếc bà lút bả luôn rồi. Oh, wow, bạn luôn. Trước luôn rồi, rồi ông này bấm lên nè, đó, ồ,
cho nó cho một chiếc đang lúng cho nó các bạn thấy không. Trời ơi, vẫn qua mặt kìa. Nó ghê vậy ta. Vậy mà chiếc 70 này là chạy ngang ngửa nè. Nhưng mà 70 Blue chạy không kịp với 800 nó đó trời. Qua mặt kìa trời, nó mê vậy. Nó lên thấy ghê không? Vượt cái mê luôn á trời. Ôi kìa. À, đúng là tốc độ dữ thiệt. Rồi qua mặt bè bè lút luôn. Quá xa luôn các bạn. Hai chiếc kia, hai chiếc bên đây vô tới trong đầu vườn luôn à. Vậy là vô cắt trong miếng vườn à. Quá khối tràn tới nữa rồi. Quá xa. Nó kéo bấm rồi. À chúng nó kéo này chở dữ chứ. Rồi chiếc này cũng xong luôn rồi nè các bạn. Và đang xả lúa luôn rồi nè. Ủa chiếc kia kéo nãy giờ lên tới đó mới lên kìa. Còn đang kéo nữa kìa các bạn. Quá hồn không. Quá xa các bạn ơi. Xa mà bị xấu nữa các bạn. Bởi cho nên xe nó không đã ha. Ở đồng ở đây thì trồng ở Ba Lan nha các bạn. Kinh Ba Lan á. Kinh Ba Lan mà mép trong đồng ngà, kinh trong đồng ngã 6 nha. Ủa kéo rồi tới đó còn cắm đầu nữa gì trời. Chưa lên nữa kìa. Ghê vậy. Ở đây hiện tại mình xài giống gì hả chú? 5451. À. Ở đây cũng đang làm 5451 nha các bạn. Giá được mấy vậy chú? Bán 5,5. À.
Nó cày ở trên đó chưa ra nữa kìa, cày lại ở trên đó. Nó thật thật hoài luôn. Trời ơi, súng nhau đẩy luôn rồi các bạn. Ừ. Đó nó chạy chỗ kìa. Đang chạy trên cầu nha bạn, cầu thủy lợi qua sông á. Rồi xuống giống này luôn. Rồi thêm một hồi là một số hộ ở lúa cũng kéo lên luôn vậy. Rồi đang ghe xuống. Về xuống dòng dân tiến tới. Tại dốc nó hơi cao. Cảnh này ha. Nói chung mình quay hôm nay thời tiết thì nó cũng không có được đẹp nha các bạn. Quá khối đó, tại trên gió người ta đốt khối quá trời khối luôn nên xem nó cũng không có được rõ không nha. Ở đây hiện tại thì tới mình thấy tới 5-6 máy chạy luôn á. Rồi tiếp tục cái cầu lúa chở qua cầu luôn đó các bạn. Các bạn, mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình quay chiếc máy kéo đường xa. Đang kéo tuốt ngoài đó luôn đó các bạn. Đó, dạng bao còn thấy nè, thấy không? Đó, xa lắm á. Mà kéo vô tới đầu vườn trong luôn nha. Mà đất hơi mềm nữa các bạn. Bên này kéo cũng nhiều quá nè. 3-4 lớp á. Này thì 70. Bèo cũng 70. Hết hộp chạy luôn. Xin lên lớp các bạn thấy không? Có mấy em bắt chuột mình có gian đi nữa kìa. 1, 2, 3 lớp. Cổ này cỡ 70 nha bạn. Chứ không ít. Chở dữ chứ bộ. Cái này đất hơi mềm nữa. Nằm đất khô một chút nữa mấy tay này chắc không giữ nữa. 1, 2, 3, 4 lớp luôn. Trời, bên đây 3-4 lớp luôn. Con này 70 hết không các bạn? Cổ bự nghe, dài nữa đó. Thấy nào không? Bao phê luôn à. Nó thồn chưa? Nó đắt xình không nữa bạn thấy không? 1, 2, 3, 4 lớp luôn á. Cổ này 70 không hết nữa. Kéo xa ghê luôn.
tới đầu vườn trong đó, đầu vườn là tuốt trong đó các bạn. Hai bờ rồ đúng đang chuẩn bị cắt các bạn, cắt còn có miếng đi duy nhất đó các bạn ơi. Và tí xíu nữa mình là vô trong mình quay chiếc 120 bờ rồ chạy cho bạn xem, các bạn xem coi đường xem cái này còn chở gì cũng giỏi chứ, xin đắt dẻo mà chở cỡ 70 kg. Mình xuống để thu bắt chuột đó nè các bạn, coi em nằm đấy nào, bao chuột chân này không, khúc khúc chân đó, đó ghê chưa, vô cạnh cái giường này nữa nè, rồi 120 bờ rồ qua đó lắm chuột luôn, tại hổm gà cắt dòng chân thì chỉ còn gom ở đây có mấy miếng này đó các bạn. Còn chạy tới em đó luôn nha, tới trong luôn á. Cái này là mới đầu vườn thôi, còn ra tới ngoài lộ đan ngoài này. Ghê mình dốc. Mấy bạn ghê vậy. Nó lên ào ào luôn á. Trong nha các bạn.